bố biến con gái thành búp bê tình dục suốt 6 năm trời. Hành vi đê hèn của đối tượng Thanh khiến cả gia đình và hàng xóm bàng hoàng. Từ khi vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, cụ Văn Thanh sinh năm 1972, trú xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, biến con gái thành búp bê tình dục. Sự việc xảy ra tại xã Hòa Lâm, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, người bố khống chế con, bắt quan hệ tình dục là cụ Văn Thanh, 43 tuổi. Vì miếng cơm manh áo, mẹ của cháu cụ Thị Thơm sinh năm 1999 phải đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Khi đó Thơm mới 10 tuổi, học lớp 4, phải ở nhà với bố đẻ là cụ Văn Thanh và em trai. Hàng tối Thanh bắt con gái đấm lưng cả tiếng đồng hồ. Khi con gái đã mỏi mệt và buồn ngủ thì Thanh bảo con gái ngủ cùng rồi khống chế vào quan hệ tình dục. Đau đớn và sợ hãi, cháu Thơm đành giấu kín sự việc, nên chuyện đó kéo dài suốt 6 năm mà không ai hay biết. Bố cháu đã làm chuyện đó với cháu rất nhiều lần và dặn là không được nói với ai. Cháu sợ không dám nói, chỉ biết bảo bà nội sang ngủ cùng. Từ đấy bà nội thường xuyên sang ngủ cùng nên bố không làm gì được cháu nữa. Nhưng hàng ngày bà đi làm, em đi chơi, bố lại làm chuyện đó với cháu. Lúc thì làm cạnh chuồng gà, lúc thì ở gốc chuối, lúc thì ở sau bếp. Nếu cháu không đồng ý thì bố cháu lại đánh, Thơm kể. Đến khi Thơm học lớp 9 thì ông Thanh ít quan hệ hơn, bởi Thơm bắt đầu biết tìm cách lẩn tránh. Nhưng mỗi lần không được thỏa mãn dục vọng thì ông lại đánh Thơm. Khi mẹ Thơm trở về nước, nhiều lần em muốn cho mẹ biết chuyện, nhưng lại sợ nói ra thì bố mẹ sẽ bỏ nhau, gia đình tan nát nên em lại nín nhịn. Thơm khóc và kể, vào đêm 30 Tết năm 2015, khi đó mẹ cháu sang Đài Loan làm việc theo hợp đồng mới, bố cháu đi chơi về lại gọi cháu ra để làm chuyện đó, cháu không đồng ý thì bị bố đánh. Cháu khóc cả đêm rồi quyết định không đi học nữa và cũng không ở nhà với bố nữa. Cháu nhắn tin cho chú Cù Văn Dương, chú họ, sinh năm 1997, để xin chú cho cháu đi làm cùng, và cháu đi rửa bát được 2 ngày thì bố gọi điện cho mẹ bảo rằng cháu bỏ nhà theo trai. Về phần mẹ của Thơm, khi chồng gọi điện như vậy thì gọi về nói chuyện với con gái, lúc này Thơm mới thổ lộ sự việc và từ đó gia đình trình báo với cơ quan công an. Phóng viên đã đến công an huyện Hà Trung để tìm hiểu vụ việc và được Trung tá Nguyễn Cao Sơn, người trực tiếp thụ lý vụ án cho biết. Sau khi nhận tin tố giác, công an huyện về xác minh, lấy lời khai và dựng lại hiện trường. Thấy đây là vụ việc nằm ngoài phạm vi thẩm quyền, nên công an huyện gửi toàn bộ hồ sơ lên công an tỉnh Thanh Hóa để giải quyết. Tại trụ sở công an huyện Hà Trung, Cù Văn Thanh đã hai lần ký vào văn bản lời khai và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Một lần, Thanh ký vào biên bản dựng lại hiện trường sự việc trong thời gian gần 2 tháng trước, khi bàn giao toàn bộ hồ sơ lên cho công an tỉnh Thanh Hóa ngày 10 tháng 4. Vụ việc đang được công an tỉnh Thanh Hóa điều tra củng cố hồ sơ để xử lý. Thời gian qua xảy ra nhiều vụ bố hiếp dâm con gái. Ngày 26 tháng 3, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt khẩn cấp Phạm Anh Tuấn, 35 tuổi, ngụ thôn Phú Vinh, xã Phú Riền, huyện Bù Gia Mập để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu BTNQ, 13 tuổi, học sinh lớp 7, con ruột của Phạm Anh Tuấn. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 24 tháng 3, từ trình báo của cháu Quy, công an xã Phú Riền đã triệu tập Tuấn đến làm việc. Tuấn khai nhận có làm chuyện bậy bạ nhiều lần suốt gần một năm qua với con gái ruột của mình. Mỗi lần thực hiện xong hành vi đồi bại, Tuấn còn đe dọa Quy, không được nói cho ai biết, có chết cũng không được nói. Tuấn còn khai nhận thường thực hiện hành vi đồi bại khi con gái đang tắm hoặc đang ở phòng riêng, và vào những lúc vợ và con gái út vắng nhà. Người cha ép con gái làm nô lệ tình dục suốt 5 năm. Lợi dụng trong lúc vợ đi làm xa, Thanh đã biến con gái ruột của mình thành nô lệ tình dục trong suốt thời gian dài. Ngày 7 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Kiều Văn Thanh, sinh năm 1977 tại Vĩnh Long, về tội hiếp dâm trẻ em. Trước đó, Thanh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt tù chung thân cùng tội danh trên, cho rằng mức án trên là quá nặng, vì vậy Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa hôm nay,
Thanh giữ nguyên kháng cáo, tuy nhiên không đưa ra được tình tiết mới của vụ án. Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Thanh. Theo nội dung vụ án, năm 1997, Kiều Văn Thanh kết hôn với chị Nguyễn Thị Tê sinh sống tại ấp Tân An, Tân An Hội Mang Thích. Quy là đứa con thứ ba trong gia đình, cuộc sống gia đình khó khăn, vợ và đứa con trai lớn thường đi làm vắng nhà. Khoảng từ giữa năm 2010 đến tháng 12 năm 2015, lợi dụng lúc vợ và các con không có ở nhà, Thanh đã nhiều lần quan hệ tình dục với con gái ruột tên là Quy. Lúc đó Quy học lớp 5 mới 10 tuổi. Thanh cũng không còn nhớ hết số lần đồi bại với con mình. Thanh chỉ nhớ lần đầu tiên khi hai cha con cùng nhau đùa giỡn ở nhà, Thanh hỏi đứa con gái, bây giờ con chịu cho cha không? Quan hệ tình dục. Đứa con nhỏ dại mới 10 tuổi đầu đâu biết ý đồ đen tối của người cha, nên chỉ biết cười và ngoan ngoãn vâng lời. Năm lên 15 tuổi, Quy tiếp tục bị cha dụ dỗ làm chuyện người lớn. Giai đoạn này Quy đã nhận biết được hành vi đồi bại này nên chống đối, nhưng người cha không buông tha mà còn dùng lời lẽ uy hiếp. Giờ mày chống hay gì? Mày không cho tao giết mày. Có lần, người cha còn dùng dao Thái Lan đe dọa để quan hệ tình dục với đứa con gái. Ngày tháng trôi qua, không chịu đựng được hành động người cha đồi bại nữa, Quy kể lại việc cho mẹ là chị Nguyễn Thị Tê và anh trai nghe để can ngăn người cha mất hết nhân tính. Thời điểm đó, Quy cũng có ý định tố cáo cha, nhưng bị mẹ khuyên can. Dù gì cũng là cha, có gì từ từ tính. Chị Tê về hỏi chồng chuyện động trời và Thanh cũng thừa nhận, nhưng do sợ mất uy tín gia đình, người đời cười chê nên chị Tê cũng không trình báo. Chiều ngày 17 tháng 2 năm 2016, Thanh có tổ chức tiệc nhậu tại nhà cùng với một số bạn bè. Khi khách ra về, Thanh gọi Quy ra nhậu chung. Uống hết 3 ly rượu thì Quy nhớ lại chuyện người cha đồi bại. Quy nói trong nước mắt, cha biến khỏi cuộc đời con thì đời con sẽ tươi đẹp biết mấy. Sau câu nói như oán trách của đứa con đối với người cha tội lỗi làm Thanh nổi cơn giận, đánh Quy, sau đó Quy chạy đến công an xã Tân An Hội tố giác hành vi đồi bại của người cha.